Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Giúp bạn làm chủ CSS Design. Hôm nay là bài thứ 3 trong chuỗi series về Master Illustrator. Trong bài trước thì mình đã hướng dẫn các bạn áp dụng Pattern vào cái đối tượng của nhà như thế này. Và trong bài số đầu tiên thì mình đã hướng dẫn các bạn ứng dụng Stroker trong việc làm cái lan can của ngôi nhà như này. Và trong bài tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn tạo cho các bạn một cái ngôi nhà như thế này. Như các bạn thấy thì nó cũng rất là bắt mắt, theo mình nghĩ là vậy. Tất nhiên những đối tượng này đều theo phong cách flat design. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào việc tạo ra đối tượng ngôi nhà, một cái cửa tiệm bán hàng đến góc phố như thế này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo ra một tài liệu mới bằng cách là vào file chọn view. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái kích cỡ để chúng ta có thể thao tác. Chúng ta sẽ chọn đây là 3x3000 đi. Chọn đây là độ cao 2008 để chúng ta có thể dễ dàng thao tác nó. Tiếp theo, để vẽ hình ngôi nhà như thế này, trong cái bài này thì mình sẽ cũng có nhắc qua vài cái công cụ cơ bản mà thường sử dụng nhất, nhưng mình sẽ nói nhanh hơn vì tại nếu mà các bạn muốn mình nhắc tới những công cụ cơ bản hơn thì xin vui lòng các bạn hãy tham khảo series trước đây, đó là series làm chủ Illustrator. Thì những cái hình dẫn đóng đỏ mình sẽ nhắc tới những công cụ cơ bản hơn, và hy vọng mong rằng là các bạn sẽ thực hành qua nó thì sẽ hiểu được những công cụ cơ bản. Còn trong series này mình sẽ giới thiệu thêm những công cụ mới và chỉ nhắc qua những công cụ trước đây. Chúng ta sẽ thực hiện vẽ cái nhà như thế này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vận dụng công cụ Rectangle bằng cách nhấn M. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật như thế này. Đây, chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật như thế này. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật đây đây. Sau đó các bạn sẽ thu cái thu gọn nó lại bằng công cụ selection tool. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn đối tượng này. Sau đó mình sẽ giới thiệu cho các bạn công cụ mới, đó là free shape form tool. Kích vào đây thì chúng ta sẽ chọn là Perspective Distort. Sau đó chúng ta sẽ kéo hai điểm này. Các bạn thấy là khi chúng mình khi chúng ta kéo thì hai điểm trái và phải nó sẽ di chuyển một cách là đều đặn. Vậy là chúng ta đã có được cái phần bên trên. Sau đó chúng ta sẽ dùng công cụ Rectangle Tool hoặc dùng Filmmaker thì sau đó tạo thành một cụm quay như thế này. Để di chuyển đối tượng này chúng ta sẽ dùng Selection Tool. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ cái phần cửa hàng như thế này. Thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo một cái bằng cái cửa đi bằng cái công cụ Rectangle Tool. Thì tức là chúng ta sẽ chọn cái đối tượng như thế này. Đây, chúng ta sẽ di chuyển cho nó vào giữa. Các bạn chú ý là nó xuất hiện Smart Guide thì nghĩa là nó đang nằm giữa. Sau đó chúng ta sẽ kéo nó xuống cho nó phù hợp. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ cái
này chúng ta sẽ vẽ đối tượng này lên. Chúng ta sẽ thu gọn cái này lại. Rồi, tiếp theo chọn đối tượng này và những dự án để đã double ra thế này. Chúng ta sẽ kéo gọn lại. Tiếp theo, chúng ta chọn hai đối tượng này, những chữ on kéo qua bên phải những chữ shift nó để đều nhau. Chúng ta đã có hai đối tượng như thế này. Thì để tạo ra được cái đối tượng như thế này, chúng ta để thấy được thì chúng ta sẽ tô màu nhập trước bằng công cụ color pit như mình đã đề cập trong các bài trước. Thì chúng ta sẽ lấy màu của đối tượng này, sau đó dán vào đây. Đây chúng ta sẽ chọn viền và bỏ nó đi. Tiếp tục chúng ta sẽ chọn đối tượng này, chọn viền, nhầm, đây chọn viền và bỏ nó đi. Tương tự đối với màu bên này, chúng ta cũng lấy màu này, sau đó chúng ta vào đây chọn màu này, sau đó bỏ viền đi. Ban ngày của mình cũng bỏ viền đi vì nó là màu trắng. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn cả hai tướng bộ tướng này, sau đó chúng ta là các bạn chú ý là ở đây chúng ta có độ rộng là 82. Copy nó vào object, chọn transform, chọn move. Chúng ta sẽ di chuyển nó sang chiều ngang mà chọn trạng thái là preview copy. Các bạn thấy chúng ta sẽ copy chúng ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ đối tượng này đi và chúng ta sẽ chọn những đối tượng này, bỏ đối tượng này đi. Thì các bạn thấy nha, chúng ta sẽ group chúng lại bằng Ctrl G. Sau đó thì chúng ta có thể kéo cho nó đây, chúng ta vào giữa. Vậy là chúng ta đã tạo được cái máy như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ cửa sổ như thế này. Đây, để vẽ cửa sổ như thế này thì đơn giản là các bạn sẽ vẽ một hình chữ nhật bằng công cụ Rectangle Tool hoặc những phím M. Chúng ta nhấn phím D để nó về mặt định. Sau đó các bạn nhấn Like hoặc là nhấn phím Xuyệt thì chúng ta sẽ vẽ những cái điểm ngang, điểm dọc. Sau đó để tăng kích cỡ thì chúng ta sẽ tăng kích cỡ của cái cửa sổ này lên. Đây chúng ta sẽ chọn những cái đường line như thế này, sau đó vào stronger tăng kích thước của nó lên. Chúng ta sẽ làm lại. Đợt này chúng ta sẽ tăng kích thước của đối tượng này lên. Các bạn thấy khi mà chúng ta tăng thì nó lại xảy ra trường hợp như thế này. Thì chúng ta phải
lưu lại bằng cái nút Z, và các bạn phải vào một nơi để chỉnh cho nó cái điều ở giữa, đó là kích vào đối tượng này, sau đó các bạn vào Stronger. Các bạn thấy hiện tại nó là đang, để coi, nó đang giữa. Cho chúng ta sẽ kích thước nó lên. Nhầm. Chúng ta sẽ cho một đối tượng này tăng kích thước nó lên. Sau đó các bạn sẽ di chuyển nó qua. Rồi đồng thời chúng ta sẽ tăng kích thước hai đối tượng này lên. Các bạn có tưởng tượng là nó là những cái thân của cái ô cửa. Mình giảm xuống một tí. Tiếp theo chúng ta sẽ tăng độ dày của cửa này lên. Chúng ta sẽ thực hiện thao tác tô màu để khỏi vất vả sau này. Thì chúng ta sẽ lấy màu của nó bằng cách là dùng công cụ Color Pick. Chúng ta sẽ lấy cái màu của đối tượng này. Đây chúng ta sẽ lấy màu của các đối tượng này, border của nó. Sau đó chúng ta sẽ lấy màu của cửa sổ này. Nhìn này màu trắng, và chúng ta sẽ thay bằng màu này. Sau tiếp theo chúng ta sẽ chọn tất cả những đối tượng này vào object chọn group để group chụp lại. Chúng ta sẽ kéo nó xuống một chút. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào việc vẽ cái mái như thế này. Để vẽ cái hình như thế này thì chúng ta sẽ làm gì? Sẽ đầu tiên chúng ta sẽ dùng công cụ Ellipse Tool. Từ công cụ này chúng ta sẽ dùng một công cụ khác mà mình đã đề cập trong bài trước, đó là Knifer để cắt đối tượng này ra. Thì ở đây chúng ta sẽ cắt đối tượng này và dùng công cụ Direct Selection Tool để lấy nó ra. Ở đây chúng ta sẽ dùng công cụ Direct Selection Tool là kéo nó lên một chút. Các bạn tưởng tượng ra một cái view thì nó nên chiều xuống. Sau đó chúng ta dùng công cụ Direct Selection, dùng công cụ Selection Tool cho nó xuống dưới để phủ lên. Ở đây chúng ta sẽ vẽ cái máy che như thế này. Thì chúng ta sẽ chọn đối tượng này, vào Edit, chọn Copy, sau đó vào Edit, chọn giả cái đối tượng đó vào cùng một vị trí là Paste in Place. Sau đó chúng ta sẽ nhấn giữ On để tạo ra được cái đối tượng tiếp theo. Tiếp theo đối tượng này chúng ta sẽ vào Edit chọn Copy, vào Edit chọn Paste in Place. Tiếp tục chúng ta là nhấn giữ On để nó co giãn vào giữa. Cuối cùng chúng ta sẽ dùng công cụ Rectangle Tool để vẽ một cái hình vuông nhỏ đến đầu của đối tượng này. Đây
Bây giờ thì mình có thể tô màu nó để cho nó dễ nhìn hơn. Đây, giùm tao dùng công cụ Color Pit để lấy màu. Đây, giảm vào đây. Rồi từ nay tô màu. Nó border tắt đi. Tiếp theo, chúng ta thấy là nó là màu trắng. Màu cam. Bây giờ ta sẽ lấy màu của màu cam này. Đây chúng ta sẽ chọn từ này tô màu cam lên. Tắt viền đi. Các bạn thấy chúng ta tắt viền cái này. Tắt viền này. Tắt viền. Các bạn để mình có thể nhìn rõ hơn, chúng ta sẽ lấy màu của bức tường này luôn. Đây, chúng ta sẽ lấy màu của nó. Chọn viên bỏ đi. Vậy là chúng ta đã được có một cái cửa sổ như thế này. Chúng ta chọn cho các đối tượng này. Group lại thành một đối tượng bằng vào object chọn group. Từ đây chúng ta sẽ thì di chuyển dễ dàng. Chúng ta nhấn chữ on kẻ có phải, chúng ta thêm một đối tượng. Và đồng ra thì có thể chúng ta có thêm một đối tượng mới nữa. Từ đây chúng ta chọn ba đối tượng này và cắt điều. Chúng đã được cắt điều. Các bạn thấy rằng là cái mái che này hơi cao, chúng ta sẽ di chuyển xuống dưới. Chúng ta sẽ kéo đối tượng này thêm một khoảng không mới. Việc tiếp theo của chúng ta là tạo ra thì hai cái thành phần này. Ok, chúng ta sẽ dùng công cụ Rectangle Tool kéo ra hai đối tượng. Cái đối tượng này chúng ta sẽ kéo thêm. Ta sẽ đếp bộ đối tượng này ra. Chúng ta sẽ di chuyển nó vào giữa. Sẽ đưa đối tượng này lên phía trên cùng bằng cách là nhấn Ctrl Shift hoặc vuông phải. Tiếp tục chúng ta châm công cụ Color Pick để lấy màu đối tượng này. Chọn bia của nó và bỏ đi. Chúng ta lấy màu của đối tượng này, chọn đối tượng này, chọn viên vào background của nó, chọn viên bỏ đi. Ở đây chúng ta lại thấy có một cái cạnh đen như thế này. Vậy chúng ta sẽ tạo ra nó bằng cách vào dùng công cụ Rectangle Tool tạo ra một cái hình thức đội bóng như thế này. Ở đây chúng ta sẽ chọn màu cho nó.
Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái công cụ mới đó là opacity, chúng ta sẽ giảm nó xuống còn 15%. Chúng ta sẽ dùng 10% thử. Tiếp tục, chúng ta sẽ dùng công cụ lấy màu để lấy màu của cái quả nha này. Giảm vào đây, chọn viền, bỏ đi. Vậy chúng ta đã tạo ra được một cái ngôi nhà như thế này bằng cách là các công cụ cơ bản và thêm một công cụ mới để chúng ta tạo ánh sáng độ bóng, đó là công cụ opacity, là độ trong suốt của đối tượng. Các bạn chú ý là ở đây trong bài này chúng ta cũng sử dụng thêm là transform mover để di chuyển và tạo ra như bản sao cách điều. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái ngôi nhà flat design như thế này. Nhìn thì có thể là và các bạn nghĩ sẽ đơn giản, nhưng mà khi bắt tay vào làm thì sẽ có những trở ngại, nhưng theo mình nghĩ thì cũng dễ dàng thực hiện vì các bạn đã thành thạo các công cụ của Illustrator trong các bài trước. Vậy chúng ta đã tạo ra được cái ngôi nhà thêm một đối tượng tiếp theo trong cái bức tranh tổng thể như thế này. Vào phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra các đối tượng khác phức tạp hơn để tạo nên bức tranh tổng thể về thành phố Flat Design như thế này. Dần dần chúng ta sẽ nâng dần những cái đối tượng khác đặc biệt hơn. Nếu các bạn thấy hứng thú với những video của mình thì hãy nhấn like để ủng hộ kênh và nhấn đăng ký để nhận được những cái bài viết mỗi ngày. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những bài tiếp theo.